Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tiểu Bóng Đá. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì những thông tin có thể nói rằng khởi sắc dành cho miền Bắc của chúng ta, bởi cũng đã có nắng rồi, đã có những tia nắng rồi. Và đặc biệt hiện nay thì theo dự kiến sông Hồng hiện nay thì nước cũng đang rút dần, nhưng mà tốc độ nước rút thì cũng không nhanh. Nhưng dẫu sao chỉ cần nắng lên, chỉ cần nước rút thôi thì đó là một những thông tin rất mừng dành cho người dân miền Bắc trong thời điểm hiện nay rồi. Thực sự là như vậy, kính thưa quý vị và các bạn. Trong thời gian này thì chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin liên quan đến bão lũ, liên quan đến những hình ảnh tuyệt vời của người dân. Thì qua những thông tin như vậy, chúng tôi cũng chỉ mong muốn truyền đạt rằng là chúng ta là người Việt Nam, hãy cùng nhau giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn như thế này. Trong một số cái bình luận mà chúng tôi có đọc được thì một số ý kiến có nói với tôi rằng là như thế này. Là cái thằng này nó chỉ có câu view thôi. Nó chỉ lợi dụng cái thời điểm này để mà nó câu view, nó kiếm tiền thôi. Nhưng mà chúng tôi xin khẳng định lại và xin hứa với quý vị và bạn một câu chuyện rất rõ ràng với bản thân chúng tôi như thế này. Là chúng tôi đưa những bản tin đều mong muốn rằng là những điều tốt đẹp nhất, những điều đúng đắn nhất để gửi đến quý vị và các bạn. Và chúng tôi xin thông báo như thế này. Đó là tất cả những số tiền mà chúng tôi có nhận được từ những cái video mà chúng tôi nói về bão số 3, nói về lũ lụt tại miền Bắc hiện nay. Tất cả những số tiền đó thì chúng tôi sẽ gửi đến những đồng bào đang gặp lũ lụt ở trong thời gian này. Đó là những điều mà chúng tôi xin hứa là như vậy, chắc chắn là như vậy. Và kính thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn những câu chuyện rất đặc biệt. Một câu chuyện của một bạn học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có vài ngày thôi, thì cậu ấy đã quyên góp được số tiền lên đến 100 triệu đồng để ủng hộ cho miền Bắc rồi. Và đặc biệt vừa qua một tài xế xe ba gác rất nghèo, nhưng đã sẵn sàng ủng hộ đến là một tuần công của mình. Và câu nói vừa qua chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ vô ơn, những kẻ lãng quên lịch sử thì sẽ phải im mặt thôi. Bởi kính thưa quý vị và các bạn, là một câu chuyện của bạn học sinh hiện nay mới học sinh cấp 3, học tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, mà cậu nhỏ này, cậu bạn rất nhỏ tuổi này thôi, đã có thể quyên góp một số tiền lên đến 100 triệu đồng rồi để gửi ủng hộ cho người dân miền Bắc. Đây là những ảnh rất tuyệt vời mà chúng tôi cũng rất mong muốn rằng những bạn trẻ hiện nay của chúng ta, rõ ràng là chúng ta rất hiểu về lịch sử Việt Nam. Lịch sử Việt Nam của chúng ta trước đây là chống giặc ngoại xâm, và bây giờ là chúng ta cùng nhau chống giặc bão, chống giặc lũ để làm sao mang đến một cái cuộc sống ấm no nhất dành cho tất cả mọi người, những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn câu chuyện vừa qua thì chúng tôi cũng rất xúc động là như thế này. Đó là vào lúc 19 giờ tối ngày 11 tháng 9 thì tòa soạn ta báo Tuổi Trẻ đã tiếp đón một bạn đọc cực kỳ đặc biệt. Đó là anh Nguyễn Tiến Hồng, một tài xế xe ba gác mang đến một số tiền là 1,4 triệu đồng để chia sẻ với bà con vùng lũ. Có thể với mọi người thì một số tiền là 1,4 triệu đồng nó không lớn, đúng không ạ? Nó không lớn đâu. Bởi thậm chí có những nghệ sĩ, có những ca sĩ hoặc là có những doanh nghiệp lớn, họ có thể ủng hộ 100, 200, 500, thậm chí là cả tỷ đồng. Thế nhưng kính thưa quý vị và các bạn, là với một người mà lái một cái chiếc xe, một tài xế ba gác thôi, hay là những người lao động nghèo khác ấy, để kiếm được một số tiền từ khoảng 100 đến 150 nghìn đồng trên một ngày, họ phải thực sự vô cùng vất vả, bỏ ra rất nhiều sức. Và vừa qua thì tự giới thiệu mình là một tác giả trung thành của báo Tuổi Trẻ. Thế anh Hồng anh có cho biết là những ngày qua thì anh cũng đã theo dõi những thông tin của bà con ở phía Bắc đang phải hứng chịu những thiên tai mà chính bản thân của anh ấy cũng không thể cầm nổi được nước mắt. Bản thân chúng tôi thì có những thời điểm khi mà chúng tôi xem những cái video, những hình ảnh của những em nhỏ, những hình ảnh mà người cha đi tìm những người con của mình, tìm người vợ của mình sau những đợt bão lũ, cũng không thấy người thân của mình đâu cả, thì chúng tôi thực sự cũng không thể cầm nổi nước mắt. Xin khẳng định lại rằng là với chúng ta, những người mà thực sự mà có tình yêu với Việt Nam, những người dân Việt Nam, với sự đoàn kết không thể đong đếm nổi, mà chúng ta luôn tự hào về người Việt Nam của chúng ta, thì tôi tin rằng là quý vị và bạn cũng sẽ đều là rơi những giọt nước mắt giống như là anh Nguyễn Tiến Hồng, và đặc biệt kể cả chúng tôi cũng thế thôi. Có những lúc mà chúng tôi ngồi trong cùng một góc, chúng tôi cầm một chiếc điện thoại và chúng tôi lướt những tin tức đó, thực sự là không thể cầm lòng được. Và quay trở lại với câu chuyện của anh Hồng, với một chiếc xe ba gác, một chiếc xe máy là phương tiện kiếm sống hàng ngày, thì anh Hồng cho biết là đã quyết định dành cả một tuần chạy xe để kiếm được một số tiền rất ít ỏi để chia sẻ với bà con vùng lũ. Gom hết những đồng tiền lẻ ở trong túi, tổng cộng là anh có được là 1,4 triệu đồng. Và anh Hồng có nhờ báo Tuổi Trẻ làm cầu nối để gửi đồng bào miền Bắc đang ngày đêm phải chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, khi mà anh Hồng đã chia sẻ như thế này. Trong đời mình thì tôi chưa bao giờ thấy những cảnh tang thương như vậy cả. Mong bà con mình cố gắng vượt qua những khó khăn để bước tiếp.
Và trước khi ra về thì người đàn ông năm nay đã 53 tuổi, quê ở Nghệ An này, còn cẩn thận viết vài dòng gửi đến bà con miền Bắc để động viên vượt qua những khó khăn khi mà anh ấy nói như thế này. Kính gửi đồng bào miền Bắc, cả nước đang chung tay cùng bà con vượt qua thiên tai. Hãy cùng cố gắng lên nhé. Đó là những gì mà anh có viết vội và sau đó đã vội vàng quay xe để trở về phòng trọ của mình tại thành phố Thủ Đức. Một câu chuyện thực sự cảm động, một câu chuyện thực sự rất tuyệt vời, kính thưa quý vị và các bạn. Nói về lịch sử của Việt Nam chúng ta thì vừa qua chúng tôi cũng đã nói khá nhiều về những bản tin liên quan đến một cậu thí sinh của đường lên đỉnh Olympia. Đó là ai thì chúng tôi cũng đã biết rồi. Chúng tôi đã nói rất nhiều nhưng mà xin khẳng định lại rằng không phải chúng tôi vùi dập. Bởi chúng tôi vẫn luôn có một quan điểm rất rõ ràng rằng là mỗi người có cách sống khác nhau, có những cái cách để mà chúng ta tiến lên khác nhau. Có rất nhiều chia sẻ của bạn ấy chúng tôi cũng không để động đến nhiều, nhưng mà chỉ có một câu nói thôi mà tôi nghĩ rằng là với một bạn học sinh còn nhỏ, không biết là nhỏ tuổi, lớp 12 thì có người nói rằng còn nhỏ, thế nhưng mà quan điểm chúng tôi thì lớp 12 rồi cũng không còn nhỏ gì cả để mà không hiểu. Thì bạn ấy có nói về việc là nhà nước chúng ta nói sai lịch sử, nhà nước chúng ta lừa dân về lịch sử. Thế thì từ cái câu chuyện lịch sử thì chúng tôi lại mong muốn chia sẻ với cái câu chuyện bão số 3 như thế này. Ở trong thời gian vừa qua thì tôi tin là mọi người nhận được quá nhiều những hình ảnh. Và để nói rằng ai là những người trực tiếp đến để cứu dân, để mà giúp dân vượt qua được những vùng lũ thì chắc chắn rồi, đó chính là bộ đội, đó chính là những lực lượng công an. Và lực lượng bộ đội công an là gì? Đó là của nhà nước, đúng không ạ? Ở đây chúng tôi không phải là chúng tôi phủ định đi những đóng góp của những cá nhân mà hoặc những doanh nghiệp ủng hộ những số tiền hay là ủng hộ những cơ sở vật chất như là gạo, nước, vân vân, mọi thứ. Điều đó rất đáng ghi nhận. Thế nhưng mà để mà đến được trực tiếp đến những nơi mà vùng sâu thực sự rất khó để tiếp cận ấy, thì chỉ có thể là lực lượng bộ đội và công an thôi. Đó là hình ảnh mà vừa qua chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều. Lực lượng bộ đội công an phải ăn vội những cái gói mì để mà tiếp tục lấy sức để cứu dân. Bởi vì trong chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng mà chỉ cần cho ta đến muộn một chút thôi thì hoàn toàn là chúng ta sẽ phải trả những cái giá cực đắt với việc là chúng ta sẽ không thể cứu được những người dân vượt qua những khó khăn bão lũ như vậy được. Chúng ta biết mà, nước nó lên rất cao như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì mọi thứ cũng sẽ là rất nguy hiểm. Thế nên về câu chuyện lịch sử vừa qua thì chúng tôi nói như thế này. Tại sao hiện nay chúng ta đều thấy rằng có quá nhiều những hình ảnh từ miền Nam gửi ra, những cái đồ vật, mọi thứ mọi người đăng bài lên từ miền Nam, miền Trung, tất cả mọi người gửi những cái vật phẩm, vật dụng, và thậm chí cũng có rất nhiều người đã ra tận miền Bắc đến tận nơi để gửi những cái món đồ, những cái trang thiết bị cần thiết dành cho những người dân vùng lũ tại miền Bắc của chúng tôi trong thời điểm bây giờ. Thế thì tại sao chúng ta lại có thể làm được như vậy? Để mà nói về là đảng của chúng ta lừa dân về lịch sử, lừa dân của chúng ta về cái quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam của chúng ta, giống như cái bạn thí sinh Chu Vinh kia vừa nói qua có nói, lừa như thế nào mà tại sao hiện nay tất cả người dân, kể cả miền Trung hay là miền Nam, họ cũng đều đồng lòng cùng nhau để chúng ta giúp cho miền Bắc vượt qua những khó khăn. Và trước đây tất nhiên miền Bắc thì cũng làm tất cả mọi thứ để làm sao giúp cho miền Trung cũng như là những người dân ở khu vực miền Nam vượt qua những khó khăn về bão lũ. Điều đó chúng ta nhìn thì có thể là rất rõ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thể thấy được rằng là lịch sử của Việt Nam chúng ta qua rất nhiều những thời kỳ, chúng ta đã cùng đoàn kết với nhau từ Bắc ra Nam, đoàn kết để bây giờ đây chúng ta có được cái hòa bình. Và hòa bình bây giờ có rồi thì chúng ta cũng phải cùng nhau đoàn kết để vượt qua được những khó khăn về thiên tai, về dịch bệnh. Đó là lịch sử của Việt Nam của chúng ta đấy, chứ không phải là giống như các bạn học sinh kia nói rằng là đảng và nước chúng ta đang lừa dân về lịch sử, nói sai. Tôi thì không hiểu nói sai về cái điểm gì, nhưng rõ ràng lịch sử của Việt Nam chúng ta là một lịch sử rất hào hùng. Chúng ta luôn tự hào với lịch sử Việt Nam và chúng ta luôn tự hào là chúng ta là người Việt Nam. Có rất nhiều những bài viết mà chúng tôi thấy chia sẻ của mọi người đều nói rằng chúng tôi tự hào là người Việt Nam, tự hào là người Việt Nam. Dù sau này có là đầu thai hay như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn mong muốn là người Việt Nam. Vậy thì chúng tôi cũng vậy thôi, cũng rất tự hào, đúng không ạ? Thực sự chúng tôi tự hào. Và hàng ngàn những bài viết như vậy, đó là những hình ảnh rất tuyệt vời mà chúng tôi rất mong muốn để có thể là gửi đến quý vị và các bạn trong cái bản tin ngày hôm nay. Xin khẳng định lại với quý vị và các bạn một lần nữa rằng là chúng tôi cũng chẳng cần phải câu like, chúng tôi cũng chẳng cần phải câu view, chúng tôi cũng không cần phải kiếm ăn trên cái sự mất mát của người dân miền Bắc của chúng tôi. Chính là chúng tôi bây giờ đây, xung quanh chúng tôi ngập lụt sâu lắm rồi, nhưng mà rất may là đê thì nó vẫn còn, nó chưa vỡ thôi. Chứ còn nếu như mà nó vỡ ra thì chúng tôi chắc cũng rất khó để có thể là gửi đến quý vị và bạn những thông tin như thế này được.
Tất nhiên rất nhiều thông tin mà mọi người nhận được ở trên mạng thì bây giờ quá nhiều rồi, những thông tin rất tuyệt vời về những sự trợ giúp của những bà con làng xóm cạnh nhau rồi từ miền Nam ra, bây giờ rất nhiều những thông tin. Đó là những câu chuyện ngắn mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và bạn, một trong những câu chuyện rất thật mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong cái bản tin ngày hôm nay. Còn suy nghĩ của các bạn về cái thông tin này như thế nào? Tất nhiên nó không phải là những thông tin mới, nhưng mà nó dựa vào cái câu chuyện về bão lũ số 3 ở miền Bắc hiện nay, thì quý vị và bạn hãy dành cho chúng tôi một bình luận của mình, một chia sẻ của quý vị và các bạn ở phía dưới phần video ngày hôm nay quý vị và bạn nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.